Trang chủ FIFA đã dành sự khen ngợi cho hai ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam là Huỳnh Như và Thanh Nhã sau khi tỏa sáng giúp đội nhà vô địch SEA Games 32 đánh bại Myanmar. Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32. Đội nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước nữ Myanmar với tỷ số 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32. Kết quả này giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung lần thứ tư liên tiếp giành được tấm huy chương vàng SEA Games. Dấu bé vượt dấu lớn. Trang chủ của FIFA đã có lời khen ngợi hai người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu vừa qua là Huỳnh Như và Thanh Nhã. Nói về Huỳnh Như, FIFA viết, đó là một tiền đạo nhạy bén, khéo léo và thông minh. Khả năng dứt điểm của Huỳnh Như rất điêu luyện và cô là chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Cô đã góp phần nâng tầm đội tuyển và trở thành một tấm gương cho các đồng đội nhờ vào bầu nhiệt huyết bất tận. FIFA cũng đánh giá cao Thanh Nhã, cô gái vàng này là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Tiền đạo 21 tuổi sở hữu tốc độ và khả năng đột phá thật giàu. Điều đó có thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam khai thác vào điểm yếu của đối thủ. Thanh Nhã vừa có thể đá cắm, vừa có thể chơi tốt ở hàng lang cánh. Trong khi đó, FIFA cũng khen ngợi tài cầm quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là một chiến lược gia linh hoạt và đề cao hiệu quả. Ông đã luân chuyển tốt hai hệ thống 4 hậu vệ và 3 trung vệ để chống lại những đợt tấn công của đối phương và giúp các học trò phát huy được năng lực. Ở World Cup 2023, đội nữ Việt Nam không được đánh giá cao ở bảng D. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ sử dụng một tiền đạo cắm duy nhất là Huỳnh Như. Còn lại, hệ thống của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi thiên về phòng ngự, FIFA nhấn mạnh. Trong khi đó, trang chủ Olympic đánh giá Huỳnh Như là chìa khóa cho thành công của đội nữ Việt Nam. Họ viết, đội trưởng Huỳnh Như đã mở tỷ số giúp cho đội nữ Việt Nam hướng tới chức vô địch SEA Games 32. Cầu thủ 31 tuổi đã ghi tới 66 bàn thắng sau 71 trận ra sân cho đội nữ Việt Nam. Huỳnh Như cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu ở châu Âu. Cô đã chứng minh giá trị của mình ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. Sắp tới, Huỳnh Như có vinh dự làm đội trưởng đội nữ Việt Nam ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.